ầm ầm. Giáo chủ Minh giáo còn chưa dứt lời, Trần Khuynh Địch liền từ vọt ra từ bên trong hư không hỗn loạn, trên người còn mang theo vết máu chưa khô, trong lúc bay vút mà ra cũng mang theo một mảnh huyết quang thê lương, thấy một màn như vậy, ba người giáo chủ Minh giáo lập tức lộ ra thần sắc vui sướng. Nhưng vào một giây sau, biểu lộ vui sướng của bọn hắn liền bỗng nhiên trở nên cứng ngắc. Ách. Ngọn lửa màu đỏ ngòm do thiêu đốt huyết quang cấp tốc biến mất hầu như không còn, lộ ra trạng thái chân thực của Trần Khuynh Địch cánh tay phải không còn chân trái gãy một đoạn ngực phải bị mở ra một cái lỗ lớn phần bụng cũng tất cả đều là lỗ nhìn qua thê thảm không thể tả ngay vào trong nháy mắt trần khuynh địch đứng dậy mọc lại không sai cánh tay phải cùng với chân trái cấp tốc sinh trưởng ngực phải cùng với lỗ trên bụng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lấp đầy còn có một số vết thương nhỏ cũng hoàn toàn khôi phục lại nguyên trạng ngay cả cọng tóc rơi xuống cũng đều mọc trở về thân hình nhất chuyển ngay cả y phục rách dưới ở trên người của trần khuynh địch cũng đều đổi thành một bộ đẹp trai hơn ba người giáo chủ minh giáo gian lận khôi phục điều đó là không có khả năng người phát ra tiếng hô đầu tiên trong ba người là đức nhĩ tháp giáo chủ minh giáo và tiên tôn ít nhiều cũng đã được chứng kiến sức khôi phục biến thái của trần khuynh địch nhưng đối với đức nhĩ tháp mà nói vị tà thần xuất thân từ hư không vô ngần này là rất rõ ràng đối với chỗ biến thái của loại năng lực khôi phục này hơn nữa quan trọng nhất là rõ ràng là trước đó hắn đã làm qua dự phòng đối với chuyện này vì sao hắn còn có thể khôi phục nhanh như vậy bỏ mặc qua hạn chế cấp tốc khôi phục là không thể nào nói như vậy đức nhĩ tháp vừa dứt lời giáo chủ minh giáo và tiên tôn liền phản ứng lại không thể tạo thành vết thương trí mạng chân chính sao không thể làm cho căn cơ bị thương bất kể là năng lực khôi phục nào cũng đều có cực hạn sau khi lực phá hoại đạt tới một trình độ nhất định muốn khôi phục là không có dễ dàng như vậy chớ đừng nói chi là loại cảnh giới trí cường già này cho nên khả năng duy nhất chính là một kích toàn lực mới vừa rồi của ba người, cũng không thể trọng thương Trần Khuynh Địch chân chính, có lẽ là có bị thương, nhưng còn lâu mới lớn giống như trong dữ liệu của bọn hắn. Mà vào thời điểm ba người giáo chủ minh giáo đang kinh nghi bất định, Trần Khuynh Địch cũng là ngăn không được mà thở một hơi dài. Ha ha, ha ha, mẹ nó, thiếu chút nữa thì chết, gặp quỷ. Gần như đồng thời, thanh âm của Tịch Đồng cũng vang lên ở trong đầu của Trần Khuynh Địch. Sợ sao? Sợ sợ. Cảm ơn Tịch Đồng tỷ. Hừ. Hít vào một hơi thật sâu, Trần Khuynh Địch xem như ổn định tâm tình kích động sau khi mới trở về từ cõi chết, đồng thời bắt đầu điều động nguyên khí trong cơ thể, mặc dù tổn thương là không chí mạng, nhưng vẫn là tổn thương, bất quá khiến cho hắn vui mừng chính là rất nhiều khiếu huyệt trong cơ thể lúc này đã có dấu hiệu mở ra cùng với giãn ra lần thứ hai. Trong cái rủi gặp cái may, vận khí của Trần Mỗ ta quả nhiên là không tệ. So sánh với nhau, vận khí của các ngươi đúng là rất kém. Trần Khuynh Địch dùng một tay chống nạnh, thân hình hơi lệch bày ra một cái tư thế kỳ quái lạnh lùng nhìn ba người giáo chủ minh giáo nói tiếp xuống liền đến phiên ta phản kích đã chuẩn bị nhận lấy cái chết hay chưa lời này vừa nói ra ba người giáo chủ minh giáo nhất thời trở nên cảnh giác không thể không thừa nhận cử động trần khuynh địch vừa mới chạy thoát đã khiến cho lòng cảnh giác của ba người tăng nhiều chẳng lẽ tên gia hỏa này còn có tuyệt kỹ bí tàng gì vừa rồi chính là dựa vào nó nên hắn mới có thể trốn thoát từ trong công kích vốn sẽ bị trọng thương xem chiêu ba người giáo chủ minh giáo đồng thời bày ra tư thế phòng thủ. Trần Khuynh Địch thấy vậy chỉ là cười lạnh một tiếng, không nói hai lời liền xoay người bỏ chạy. Trong 36 kế chuồn là thượng sách. Chỉ có đồ đần mới tiếp tục đánh cùng với các ngươi. Chờ ta gọi viện thủ lại chém giết hết các ngươi. Thừa dịp ba người giáo chủ minh giáo bởi vì cảnh giác mà vô thức làm ra cử động phòng ngự. Trần Khuynh Địch trực tiếp phát động tam hoàng khai thái đại thuần dương công. Sau đó thừa dịp thời gian tạm dừng vọt vào bên trong đại thế giới trung thổ, chờ đến thời điểm ba người giáo chủ minh giáo phản ứng lại hình bóng của trần khuynh địch cũng đã biến mất ấy hắn chạy thoát rồi khục giáo chủ minh giáo lộ ra sắc mặt khó coi ánh mắt xuyên thấu qua hư không trực tiếp nhìn vào tây cương đạo chỉ thấy trần khuynh địch đang đứng ở phía trên tây cương đạo cười nhăn nhở đối với mình cái tên tiểu tử thúi này vừa nghiến răng nghiến lợi giáo chủ minh giáo vừa thay đổi ánh mắt nhìn về phía đại trận vạn ma phù đồ vốn nên bố trí được không sai biệt lắm quả nhiên đã bị hủy rồi sao đại trận được chuẩn bị trong không ít ngày giờ đã bị hủy đi giáo chủ minh giáo lại có vẻ rất là bình tĩnh cũng không có cảm giác đau lòng gì bất quá hai đầu lông mày vẫn là lộ ra mấy phần bất mãn người đã đến tây cương đạo bây giờ phải làm sao đã phát động được hay chưa đương nhiên tiên tôn mỉm cười sau đó mở bàn tay ra trong lòng bàn tay hiện ra một khối mai rùa ở phía trên có từng đường vân cùng với ánh sáng nhạt lấp lóe bói toán chi thuật trung quy vẫn là do đạo tổ khai sáng chỉ là hậu bối cho rằng dựa vào cái này liền có thể tung hoành khắp nơi hay sao? Ngây thơ! Vừa dứt lời, tiên tôn liền trực tiếp bóp nát mai rùa trong tay. Một giây sau, thiên tôn Thái Bình nguyên bản vừa mới thanh trừ trận cơ của đại trận vạn ma phù đồ ở, trong tay cương đạo bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, tương lai nguyên bản vô cùng rõ ràng ở bên trong bói toán của hắn, lúc này đột nhiên phát sinh biến hóa. Ách! Có người che đậy thiên cơ! Ai? Làm sao có thể làm được? Thiên tôn Thái Bình khẽ động ngón tay, hà đồ lạc thư diễn hóa ra phong cảnh non sông thiên địa hiện lên lần thứ hai nhưng lần này ở phía dưới sự thôi diễn của hắn lại nổi lên cảnh tượng hoàn toàn bất đồng cho đến nay thiên tôn thái bình vẫn một mực lộ ra sự thành thạo bói toán chi thuật chiếm công lao rất lớn mỗi lần liệu địch tiên cơ đều khiến cho hắn có thể làm ra sự tình chính xác nhất ở trong thời gian tốt nhất nhưng lúc này hắn lại giật mình vì tương lai trong bói toán thế mà phát sinh biến hóa hơn nữa còn là biến hóa hoàn toàn ngược lại ba đại hung tinh vừa mới hiện thế sát khí sơ tụ còn chưa đạt tới đỉnh phong chân chính ở bên trên cái cơ sở này vốn nên còn có ít nhất một hai năm thời gian nữa mới có thể dẫn phát đại biến chân chính nhưng mà vì cái gì vì sao sát khí liền tụ tập hoàn thành trong nháy mắt thiên cổ đại biến bắt đầu thiên tôn thái bình vừa dứt lời ở bên trong vận mệnh tinh không xa xôi ở địa phương mà u hồn a nhĩ pháp giấu kín một cỗ khí tức ngập trời gào thét mà ra tại tu di sơn phật môn ở bên trong bảo điện đại hùng kèm theo một tiếng Phật hiệu, kim quang vạn trượng bay lên từ đất bằng. Tại vương đình Bắc Nhung, trong liều khả hãn vương, một trước một sau, quang ảnh của thiên lang cùng với quang ảnh hùng sư triển khai ở trên không thảo nguyên. Bắt đầu đi. Bắt đầu. Dù sao thì chờ đợi thêm nữa cũng sẽ không có cách nào chơi. Chỉ có thể dốc toàn lực. Từ sau khi kế hoạch vây giết ninh thiên cơ phá sản, giới tông phái liền triệt để hiểu được một sự thật. Thời gian không chờ bọn hắn. Còn tiếp tục như vậy thì thứ nghênh đón sẽ chỉ là thất bại từ đầu đến đuôi đổi lại thành trước kia mà nói đại càn mặc dù cường thế nhưng cũng chỉ có một mình thánh thượng đại càn chống đỡ đại càn một khi mất đi sự gia trì của tổ long trung nguyên đối mặt với sự vây quét và liên thủ của giới tông phái cuối cùng chỉ có thể nghênh đón sự thất bại thê thảm nhưng bây giờ lại không giống bởi vì thuần dương cung giống như là con vịt trà trộn vào thiên nga trắng vậy thuần dương cung đã trở thành biến số cải biến tất cả trần khuynh địch vô vọng ma tôn ninh thiên cơ liên tiếp ba vị trí cường giả gia nhập vào khiến cho thánh thượng đại càn thoát khỏi khuyết điểm nguyên bản tuyệt đối trong nháy mắt đạt đến thế lực ngang bằng cùng với giới tông phái nhưng theo thời gian trôi qua tình huống lại thay đổi tiên cung bị tiêu diệt yêu tộc gia nhập thế lực của đại càn thế mà lại bắt đầu vượt qua không nói đến những cái khác chỉ là giới tông phái bây giờ tổng cộng cũng chỉ có cung chủ tiên cung phật môn ngô không giáo chủ minh giáo tà thần đức nhĩ tháp thiên khả hãn bắc nhung a sử na lam sáu vị trí cường giả so sánh cùng với đại càn đã là hoàn toàn không có ưu thế. Dù sao thì ở phía đại càn, thánh thượng đại càn, trần khuynh địch, võ nguyên hanh, vô vọng ma tôn, ninh thiên cơ, đại thánh huyền vũ, đồng dạng cũng có trọn vẹn 6 vị trí cường giả, không kém bao nhiêu so với giới tông phái, huống chi thánh thượng đại càn cho dù là mất đi nguyên tổ long, thực lực của hắn cũng không thể khinh thường, nói không chừng là còn có át chủ bài ẩn núp. Bất kể như thế nào, ở trong mắt của giới tông phái, chuyện cho tới bây giờ mà không động thủ nữa thì sẽ trễ thậm chí là đã muộn chỉ có thể được ăn cả ngã về không mà triển khai vào lúc này chính là kết quả giới tông phái âm thầm cấu kết tạo thành nếu như mọi người binh đối binh tướng đối tướng kéo ra giá đỡ đánh một trận chính thức đó chính là cứng đối cứng từ đầu đến đuôi không có bất kỳ tính giá trị thực tế nào cho nên nếu muốn thắng mà nói chỉ có thể vận dụng chiến thuật để giải quyết mà chiến thuật của giới tông phái thì rất đơn giản đầu tiên là minh giáo xuất thủ không thể phủ nhận đại trận vạn ma phù đồ là một mánh lưới tương đối lớn trên thực tế coi như là thiên tôn Thái Bình không có xuất thủ, giới tông phái cũng sẽ chủ động thả cái tin tức này ra ngoài, chính là vì hấp dẫn người có phân lượng đi đến Tây Cương Đạo, từ đó bao vây đối phương ở cái địa phương này. Mà căn cứ theo kinh nghiệm ở quá khứ, người tới 8, 9 phần 10 sẽ chính là Trần Khuynh Địch. Thiên tôn Thái Bình xem như là ngoài ý muốn, nhưng mà cũng không phải là không thể đoán được. Nói tóm lại, kể từ đó thế lực của Đại Càn liền bị phân chia thành ba cái khu vực. Thành Thượng Kinh, chỉ có Thánh Thượng Đại Càn tọa chấn, tại Thái Hoa Sơn chỉ có Ninh Thiên Cơ, vô vọng ma tôn tọa chấn. Ở Tây Cương Đạo, chỉ có một mình Trần Khuynh Địch. Văn hóa tiêu diệt từng bộ phận là kế hoạch giới tông phái mưu đồ đã lâu, nhưng muốn tính toán những trí cường giả này, cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Mà ở trong Tây Cương Đạo, Trần Khuynh Địch cùng với Thiên Tôn Thái Bình cũng phát hiện ra điều không thích hợp, nhất là Thiên Tôn Thái Bình, bước ra một bước trực tiếp đi tới bên cạnh Trần Khuynh Địch. Cung chủ, tình huống này là không thích hợp, bọn hắn dường như muốn lật bàn. Khục, trần khuynh địch liếc nhìn thiên tôn thái bình cũng không tiện xoắn suýt sự tình tên ra hỏa này mới vừa rồi không cứu hắn nói thẳng bọn hắn đây là cùi không sợ lở sao đừng quá chủ quan thiên tôn thái bình lắc đầu nói tạm không nói đến những người khác bắc nhung phật môn minh giáo nội tình của ba phe này đều không yếu nếu như thật sự trở mặt chỉ sợ là bọn hắn sẽ lấy ra tất cả át chủ bài mà theo như ta quan sát cung chủ vạn thọ cung cùng với thánh thượng muốn đạt được thắng lợi chỉ sợ cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy hơn nữa nói đến đây thần sắc của thiên tôn thái bình cũng càng thêm nghiêm túc nếu như tại hạ đoán không có sai trận biến hóa đột nhiên xuất hiện này ở phía sau tất nhiên cũng có kẻ đứng sau màn tại hạ còn không rõ ràng lắm đến tột cùng là ai nhưng còn xin cung chủ hãy lập tức tiến về thành thượng kinh nếu như thánh thượng xảy ra sai sót rất nhiều mưu đồ chỉ sợ là đều sẽ biến thành công cốc xảy ra sai lầm trần khuynh địch cho mày nói tổ long trung nguyên cho đến bây giờ vẫn còn chưa ngủ say có thể xảy ra bất chắc gì chứ, mà bọn hắn dám trở mặt ở dưới loại tình huống này là cũng nằm ngoài dự liệu. Đúng thế, tổ long trung nguyên chưa ngủ say, thánh thượng đại cản vẫn là không đâu địch nổi như cũ, ở bên trên cái cơ sở này giới tông phái thế mà lựa chọn trở mặt. Chuyện này là không có đạo lý. Trần Khuynh Địch vừa dứt lời, thiên tôn Thái Bình liền lắc đầu nói, chỉ sợ là tổ long trung nguyên đã không trông cậy nổi. Hà, ha ha ha, ha 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 ha, ha 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 ha. Ở bên trong một chỗ sơn mạch tại Trung Nguyên, một trận tiếng cười điên cuồng quanh quẩn giữa rừng núi, mang theo sự cuồng hỉ cực hạn, xuyên qua rừng cây, có thể nhìn thấy một thân ảnh quần áo cũ nát đang cầm một thanh trường kiếm trong tay, đang dựa vào một cây đại thụ không ngừng ho khan, nếu như Trần Khuynh Địch có ở đây, nhất định có thể nhận ra thân phận của người đến. Tầm Long Sĩ Từ sau khi chủ trì mấy lần cử động phá hư tổ Long Trung Nguyên trước đây, Tầm Long Sĩ liền không có lại hiện thân, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn đã ngoẻo rồi. Nhưng bất kể như thế nào, lần này đều đã đến cực hạn, hoài nam đạo nam cương đây là một lần cuối cùng mà chuyện lần này hắn phải làm chính là triệt để chém dụng tổ long trung nguyên khiến cho tổ long trung nguyên bị trọng thương sau đó ngủ say đại càn cũng sẽ diệt vong theo sự ngủ say của tổ long trung nguyên chảm tầm long sĩ thiêu đốt tinh huyết thiêu đốt nguyên thần hoàn toàn không hề để tâm đến tính mệnh vận hết toàn lực dùng chảm long kiếm trong tay đâm vào mặt đất kiếm khí rót vào địa mạch nhìn qua bình thường không có gì lạ nhưng ở ngay trong cái nháy mắt này toàn bộ địa mạch sông núi tính cả đại địa trung nguyên đều đang rung động kịch liệt ầm ẩm sụp đổ cho dù cách xa ngàn vạn dặm nhưng vào giờ khắc này chảm long kiếm của tầm long sĩ lại phẳng phất như đâm vào trái tim của đại càn đế đô thượng kinh nguy nga bất động trong bao năm qua nghinh đón trận động đất đầu tiên vô số phòng ốc sụp đổ gió lạnh rít gào phàm là võ giả đều sinh ra một cỗ cảm ứng trong cõi u minh cỗ lực lượng bao phủ ở phía trên đại càn hàng năm đã biến mất mà ở trong mắt người tinh thông vọng khí tổ long chi khí nguyên bản nóng bỏng như lửa cháy ở bên trong thành thượng kinh ở trong một hơi ngắn ngủi liền biến mất không còn một mảnh về phần bản thân thành thượng kinh giống như là chiến sĩ bị tước vũ khí chỉ còn một thân vũ dũng đây là có chuyện gì tổ long là tổ long tổ long trung nguyên đã xảy ra chuyện gì ông trời ơi mà đúng vào lúc này nhiều đội binh sĩ lại là gào thét mà ra từ trong quân doanh thành thượng kinh nguyên một đám binh sĩ mặc áo giáp cầm binh khí khí tức trên người lăng lệ đến cực điểm thanh âm vô cùng có lực càng là truyền ra từ trong miệng của quan tướng lĩnh đội cấp tốc lan tràn ra mọi ngóc ngách trong toàn bộ thành thượng kinh tất cả mọi người yên lặng phi hùng quân có lệnh dân chúng tầm thường lập tức trở về nhà khóa cửa đóng cửa sổ không có mệnh lệnh không được rời đi người vi phạm giết không tha tuân lệnh của long tương quân võ giả trong thành bất luận quý tộc bình dân phàm là võ giả từ cảnh giới tiên thiên trở lên đều có trách nhiệm hộ vệ thành thượng kinh lập tức tiếp nhận mệnh lệnh theo quân hành động không được sai sót. Phụng lệnh của hổ bí quân. Bây giờ thành thượng kinh sẽ phong bế, đại trận trong thành cấp tốc mở ra, thành vệ quân tiến vào trạng thái chiến đấu chuẩn bị cấp 1, không cho phép bất luận một kẻ ngoại lai nào tiến vào. ầm ầm Theo ba đội quân cấm vệ xuất động, thành thượng kinh liền giống như một đầu hùng sư vừa mới tỉnh ngủ vậy, cấp tốc an ổn trở lại, cũng tản ra một cỗ sinh cơ mới. Mà cùng lúc đó, thì ra là thế, muốn đánh cho chấm không trở tay kịp sao. Ngây thơ. Ở trung ương thành Thượng Kinh, bên trong hoàng cung, một cột sáng vàng óng bỗng nhiên bay lên, xông thẳng vào bầu trời, cấp tốc đánh tan mây đen trên không trung thành Thượng Kinh, chấn trụ âm phong tàn phá bừa bãi, cũng khiến cho đại địa ngừng rung động, cỗ khí thế này cũng không phải là tổ long, mà là một cỗ lực lượng tương tự khác, là quốc vận đại càn. Quốc vận đại càn một mực yên lặng tích góp từ khi khai quốc cho đến nay, vào thời khắc này rốt cục cũng bạo phát ra lực lượng thuộc về nó. Bọn chuột nhắt nhát gan đóng vai hề nhảy nhót, si mị võng lượng. Tới đi, đều đến đi. Chấm không chết, các ngươi vĩnh viễn sẽ không thể trở thành thiên hạ đệ nhất. Tại Thái Hoa Sơn, gặp quỷ. Vì sao lại đột nhiên động thủ? Đã phát sinh chuyện gì? Long Thiên Tứ bước ra một bước, ngóng nhìn về phương hướng thành thượng kinh, trên sắc mặt rất có vài phần rung động. Dù sao thì tổ Long Trung Nguyên rơi vào trạng thái ngủ say cũng là chuyện rất lớn. Cho dù là võ giả hậu thiên cũng đều có thể có mấy phần cảm ứng, chớ đừng nói chi là loại võ giả hỏa luyện kim đan mở ra đại đạo huyền quang như long thiên tứ trọng yếu hơn chính là thành thượng kinh có một chút không ổn phải mau chóng đi qua chuyện cho tới bây giờ long thiên tứ cũng đã thông suốt đã đi theo đại càn thì phải theo tới cùng dù sao thì đó cũng là một cái đùi có một câu nói rất hay lưng tựa đại thụ dễ hóng mát có một người có thân thể cao lớn đứng ở phía trước cũng rất tốt cũng không thể để cho đối phương ngã một cách tùy tiện trưởng giáo đâu vô vọng ma tôn đâu không đợi long thiên tứ nói xong ở bốn phía thái hoa sơn từng đạo từng đạo gợn sóng không gian liền trở nên nhộn nhạo mà mắt trần có thể thấy nhưng chân chính hấp dẫn long thiên tứ lại là ở sâu trong gợn sóng không gian một cỗ khí tức khủng bố đang cực tốc tiếp cận thái hoa sơn quy mô càng ngày càng khổng lồ ầm ầm ninh thiên cơ đi ra đánh với ta một trận hôm nay bản giáo ở chỗ này các ngươi cũng đừng hòng rời khỏi thanh châu đạo nửa bước vạn ma kiếp vừa dứt lời không gian nứt ra ầm ầm một đạo thiên uyên màu đen kéo dài vô tận sông lên từ phía dưới, trong đó có ma khí mãnh liệt cuộn trào ra như thủy triều, hóa thành từng khuôn mặt người trắng bệch dữ tợn, phát ra từng tiếng gào thét làm cho người ta hồn phi phách tán, đổ xuống về phía phương hướng Thái Hoa Sơn, cơ hồ che phủ mặt trời. Ngay vào thời điểm ma khí vô tận giống như hồng thủy vỡ đê, sắp triệt để nghiền nát cả tòa Thái Hoa Sơn. Đám lợn minh giáo cũng dám đến Thái Hoa Sơn làm càn. Keng, một đạo kiếm quang lăng không chợt hiện, phảng phất như đèn đuốc sáng chói nhất, triệt để thắp sáng không trung phía trên Thái Hoa Sơn, hóa thành một mảnh ban ngày. Cho dù ma khí bành trướng như thế nào, đạo kiếm quang này vẫn cường thịnh như cũ. Theo phương hướng Thiên Uyên, từ trên xuống dưới, bỗng nhiên chém ra một cái. Thời gian như ngừng lại, ma khí ngập trời cũng bị một kiếm này chém đứt. ầm ầm, một chiêu đối đầu thuộc về trí cường giả này còn chưa kết thúc. Ở bên trong Thiên Uyên, lại là từng đạo từng đạo ma khí gào thét mà ra. Một dòng hoàng tuyền lan tràn ra, đạo binh cực phẩm diêm la địa phủ của minh giáo triển khai trên không trung quỷ khí lành lạnh hóa thành từng tên âm binh quỷ tướng mặc áo giáp cầm binh khí vây chặt toàn bộ thái hoa sơn không lọt một giọt nước động thủ giết theo một tiếng ra lệnh của đạo chủ hoàng tuyền hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất của minh giáo toàn bộ diêm la địa phủ lập tức chấn động âm binh quỷ tướng giấu ở trong đó nhao nhao gầm thét hiến tế lực lượng của bản thân cho diêm la địa phủ sau đó điều khiển diêm la địa phủ đụng về phía thái hoa sơn mà lúc này chính là thời điểm Ninh Thiên Cơ dây dưa cùng với giáo chủ Minh Giáo. Là thời khắc nghìn cân treo sợi tóc. Điều trùng tiểu kỹ. Diêm là địa phủ còn chưa đến. Ở bên trong Thái Hoa Sơn lại có một đạo hắc quang dâng lên. Có mấy phần tương tự cùng với ma khí, nhưng lại khác biệt trên bản chất. Giống như pháo hoa nổ tung ở trên đỉnh Thái Hoa Sơn. Hóa thành một đạo mái vòm thông thiên triệt địa. Một mực che lại cả tòa Thái Hoa Sơn nguy nga. Một giây sau, Thái Hoa Sơn liền va chạm ầm ầm cùng với Diêm La Địa Phủ lúc này là đại địa chấn động đúng nghĩa thái hoa sơn chính là tổ mạch của thanh châu đạo liên thông với mấy trăm đầu địa mạch lớn nhỏ tại thanh châu đạo thái hoa sơn khẽ động ngay tiếp theo toàn bộ thanh châu đạo cũng đều chuyển động nhưng cũng chính vì như thế nếu như thanh châu đạo an ổn thái hoa sơn cũng vẫn an ổn như cũ khục ở bên trong thái hoa sơn lúc này long thiên tư cuối cùng cũng đã phản ứng lại vội vàng lớn tiếng kêu nhân thủ mẹ nó thập tam thái bảo thái hoa sơn ở đâu toàn bộ đều đi ra cho ta có người đến đập phá quán. Tiểu đệ đâu? Mau đi ra đây. Đánh lùi địch nhân. ầm um, ầm. Um. Ở dưới sự kêu gọi của Long Thiên Tứ, từng đạo từng đạo cột sáng ẩn chứa tinh, khí, thần của võ giả kiên quyết mà lên, cấp tốc sát nhập vào mái vòm phía trên Thái Hoa Sơn. Đồng thời ở bốn phía Thái Hoa Sơn, tiên thiên nhất khi Thái Sơ kiếm trận khởi động lại, bốn thanh tiên kiếm liên tiếp hiện lên, treo thật cao tại bốn phương tám hướng đông tây nam bắc của Thái Hoa Sơn, kiếm khí lăng lệ càng là hóa thành bốn phiến kiếm môn. Giống như bốn chiếc đinh trấn Long, vững vàng đính Thái Hoa Sơn ngay tại chỗ. Ha 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 ha. Thấy người trong nhà kịp phản ứng, lại có đại trận hộ sơn làm chỗ dựa, vô vọng Ma Tôn vừa mới xuất thủ cũng là cười ha ha một tiếng, sau đó bỗng nhiên xông ra từ bên trong Thái Hoa Sơn. Ai tới đánh một trận cùng với lão phu? Chỉ là một cái minh giáo còn chưa đủ cho ta giết. Hừ. Vô vọng Ma Tôn vừa mới xông ra, hư không nứt ra, một đạo tà khí liền rơi xuống. Ngăn cản ở trước người hắn Phòng ngừa hắn tiến đến phá hư diêm la địa phủ Ngươi là Ồ, đừng nói là vô vọng ma tôn Ngay cả ninh thiên cơ cùng với giáo chủ Minh giáo đang giao thụ ở một bên khác Cũng đều ngẩn ra Đại tế tử, tà thần Đối mặt với tiếng kinh hô của hai người Bên trong tà khí truyền ra một tiếng cười lạnh thê lương Hừ, không nghĩ tới lại còn có người nhớ kỹ bản thần Thật sự là vinh hạnh của bản thần Tà khí tản ra Một đạo thân ảnh hơi có vẻ hư ảo chậm rãi hiện lên a à, nhĩ pháp chỉ là so sánh cùng với a à, nhĩ pháp còn có thực thể trước đó khí tức của a à, nhĩ pháp lúc này mặc dù vẫn cường thịnh như cũ nhưng lại bởi vì duyên cớ mất đi thân thể chỉ còn lại có u hồn thực lực không chỉ yếu đi một bậc cũng chỉ có thể so sánh với vô vọng ma tôn bởi vì vừa mới khôi phục mà thực lực giảm mạnh thuần dương cung các ngươi lại dám đùa bỡn với ta như thế hôm nay ta nhất định sẽ khiến cho các ngươi trả giá đắt a à, nhĩ pháp dùng hai mắt đỏ như máu đảo qua thân ảnh của ninh thiên cơ trước đó hắn còn tưởng rằng thuần dương cung là hang ổ của tà thần không nghĩ tới là hoàn toàn bị lừa gạt còn có cái tên trần khuynh địch kia đáng chết nếu không phải là có người nhắc nhở mình chỉ sợ là vẫn luôn muốn mơ mơ màng màng đi chết đi a à, nhĩ pháp dẫn đầu phát động tiến công vô vọng ma tôn tự nhiên là không thể không để ý tới đành phải theo sát mà lên nhìn thấy một màn này long thiên Tứ khẽ cho mày sau khi trầm tư một lát đột nhiên rời đi cấp tốc đi đến vạn thọ cung mà quả nhiên ở ngay cửa ra vào vạn thọ cung một đạo thân ảnh cao gầy chính là đang chắp tay đứng thẳng là tịch đồng những người khác không rõ ràng nhưng long thiên tứ còn có thể không biết hay sao đây chính là kỳ binh của thuần dương cung từ trước cho tới nay ngay cả chính long thiên tứ cũng không rõ ràng vị trí cường giả thần bí này là tới từ đâu chỉ biết quan hệ giữa nàng và trần khuynh địch là không tầm thường khiến cho người ta không khỏi lo lắng đến quan hệ nhân mạch của trần khuynh địch quên đi dù sao thì cũng không có quan hệ gì với lão phu cứ để cho tên tiểu tử thúy Trần Khuynh Địch kia đau đầu về loại sự tình này, trước hết mời nàng hỗ trợ rồi lại nói, "Còn xin đại nhân xuất thủ đánh lui địch." Tịch Đồng liếc nhìn Long Thiên Tứ một cách quỷ dị, sau đó thế mà lần đầu tiên lộ ra nụ cười, nói, "Thái thượng trưởng lão không cần đa lễ, ta sẽ lập tức xuất thủ." Nói thế nào thì Long Thiên Tứ cũng là trưởng bối của Trần Khuynh Địch, một tiếng đại nhân này làm cho Tịch Đồng cảm thấy có chút lạ, bất quá cũng không sao. Hít hà, Tịch Đồng hít vào một hơi thật sâu, Lần thứ hai cảm ứng một phen, sau khi xác nhận Trần Khuynh Địch không có việc gì, lúc này mới đi ra khỏi Vạn Thọ cung, sau đó bỗng nhiên bộc phát ra khí thế. Ầm ầm. Ở bên trong Vận Mệnh Tinh Không, Tinh Vân Thuần Dương nở rộ hào quang. Gần như đồng thời, ở một chỗ trong Vận Mệnh Tinh Không, một ít người đang quan sát ở ba khu vực Tây Cương Đạo, Thái Hoa Sơn, Thành Thượng Kinh, bỗng nhiên phát ra tiếng kinh hô. Làm sao có thể? Tinh Vân Thuần Dương, đó là Trần Khuynh Địch sao? thế nhưng Trần Khuynh Địch rõ ràng đang ở Tây Cương Đạo, ngươi nhìn đi, hiện tại còn đang đánh rất hăng. Vậy thì người kia là ai? Chẳng ai ngờ được, kế hoạch vốn hẳn nên được chấp hành hoàn mỹ lại xảy ra rủi ro. Tịch đồng xuất hiện, giống như là một giọt nước cuối cùng làm tràn ly, tinh vân thuần dương nóng rực giống như là mặt trời mọc lên ở phương đông, quang mang chiếu dọi đại địa, chiếu sáng nội tâm của bằng hữu, đốt sạch linh hồn của địch nhân, trong lúc nhất thời, sĩ khí của phe minh giáo phụ trách chủ công Thái Hoa Sơn liền giảm mạnh. Đáng chết! không thể để cho nàng xuất thủ phải ngăn nàng lại ở bên trong vận mệnh tinh không mấy đạo suy nghĩ hiện lên liên tiếp nhưng rất đáng tiếc ở phía giới tông phái cũng là hữu tâm vô lực cung chủ tiên cung đang đại chiến cùng với thiên tôn thái bình phản đồ của giới tông phái vị thiên ngoại tà thần mà đại tế tử gọi tới đang giao thủ cùng với trần khuynh địch giáo chủ minh giáo cũng đã xuất thủ đại tế tử không biết làm sao thế mà còn sống tiếp được nhưng nếu hắn xuất thủ cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn nhưng cho dù là như thế ở phía chúng ta vẫn không có nhân thủ rảnh rỗi thiên khả hãn a sử na lam bần tăng nguyên bản ba người chúng ta là sẽ phụ trách chủ công thành thượng kinh nếu như phân ra một người để đối phó với người kia chỉ sợ ở phía thành thượng kinh sẽ tăng thêm mấy phần biến số khục lời nói của ngô không là không sai một chút nào so với thái hoa sơn thành thượng kinh mới là trọng yếu nhất chỉ cần có thể tiêu diệt thánh thượng đại càn đám người còn lại giống như là năm bè bảy mảng nhất định sẽ bị giới tông phái chậm rãi tiêu diệt, cho nên nhân thủ ở phía thành thượng kinh là không thể giảm bớt, đã như vậy. Liền giao cho minh giáo. Dù sao thì minh giáo cũng có truyền thừa của ma tổ, vị trí cường giả vừa mới xuất hiện có cảnh giới bất ổn, dường như vẫn còn ở trong trạng thái mới đột phá, giáo chủ minh giáo hẳn là có thể chống đỡ được. Nếu như không ngăn được thì sao? Thừa dịp hắn còn chống đỡ được, chúng ta hãy nhanh chóng giải quyết chiến trường ở thành thượng kinh. Được sau khi hạ quyết tâm đám người ngô không liền giống như không nhìn thấy vậy rời lực chú ý ra khỏi thái hoa sơn mà sau khi phát giác được điểm này con mẹ nó giáo chủ minh giáo mắng chửi người không có một chút do dự lũ khốn này ta biết ngay tất cả đám lừa chọc phật môn đều là lũ khốn không biết xấu hổ vào thời khắc mấu chốt là không đáng tin cậy nói đi là đi ngay cả một chút nghĩa khí huynh đệ cũng đều không có hít vào một hơi thật sâu giáo chủ minh giáo bỗng nhiên lùi lại một bước vốn dĩ dự định đến thời khắc mấu chốt mới dùng thôi được rồi lão hổ không phát uy các ngươi sẽ coi ta là mèo bệnh ninh thiên cơ lần trước ngươi dẫm lên tên tuổi của minh giáo chúng ta thành tựu trí cường giả lần này ta sẽ đánh ngươi trở về chớ xem thường ta ầm ầm giáo chủ minh giáo vừa dứt lời diêm là địa phủ nguyên bản còn ở dưới sự thao túng của đạo chủ hoàng tuyền nhất thời kiên quyết bay lên xuyên thủng hư không cuối cùng rơi vào trên đỉnh đầu của giáo chủ minh giáo đạo binh cực phẩm giống như đạo binh thượng phẩm là được chuẩn bị cho cường giả hỏa luyện kim đan vậy, đạo binh cực phẩm kỳ thật trên bản chất là chuẩn bị cho trí cường giả, chỉ là vào lúc bình thường trí cường giả cơ bản không cần đến, cho nên mới sẽ trao tặng cho bộ hạ võ giả hỏa luyện kim đan lợi hại nhất, từ đó tạo ra một vị hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất. Nhưng đến thời khắc mấu chốt, đích thân trí cường giả nắm giữ đạo binh cực phẩm mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Ở trong 10 đại thánh địa võ đạo, chỉ có ba mạch đạo, Phật, Ma, Thuần Dương Cung, tiên cung năm tòa thánh địa là đã từng có trí tôn nhân gian xuất thế nhưng vì sao tiên cung có thể sánh vai cùng với ba mạch đạo phật ma thuần dương cung mặc dù lợi hại nhưng ở thời đại này vẫn kém trước kia một bậc nguyên nhân của nó là ở chỗ này thuần dương cung không có đạo binh cực phẩm hôm nay ta sẽ để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút về năng lực của đạo binh cực phẩm lên giáo chủ minh giáo trực tiếp thôi động một thân thần lực cáo tử minh hà xông lên từ phía dưới xuyên suốt toàn bộ diêm la địa phủ trong lúc nhất thời từng tầng từng tầng thịnh cảnh nổi lên ở phía trên Thái Hoa Sơn, có ác quỷ hung hãn, có đầu trâu mặt ngựa, có âm binh quỷ tướng, có trào dầu biển lừa, tổng cộng 18 tầng kéo dài vô tận. Diêm là địa phủ, sâm là địa vực, địa phủ mở cửa, bách quỷ dạ hành, ta muốn biến Thái Hoa Sơn thành một mảnh quỷ vực. Giết, 18 tầng địa ngục chút xuống, keng, gần như đồng thời, ở bên trong Thái Hoa Sơn, thân ảnh của Ninh Thiên Cơ rốt cục cũng hiện lên chỉ thấy một tay của hắn nắm thiên hạ kiếm một tay thôi động kiếm quyết tế bốn thanh tiên kiếm tính cả tiên thiên nhất khi thái sơ kiếm trận ở bốn phía thái hoa sơn hóa thành một vệt ánh kiếm thông thiên bám ở quanh người của hắn mặc dù không so được với đạo binh cực phẩm nhưng thái hoa sơn chính là tổ mạch của thanh châu đạo tụ tập lực lượng địa mạch của một đạo bị ta dùng kiếm khí biến hóa để cho bản thân sử dụng cũng có uy lực không kém hơn bao nhiêu so với đạo binh cực phẩm thật sự cho rằng ta không cân nhắc qua sao chảm kiếm quang vạn trượng bay lên. Thân hình của Ninh Thiên Cơ cơ hồ hợp hai là một cùng với Thái Hoa Sơn, tòa thần phong xuyên thẳng mây xanh này, vào lúc này lại phẳng phất như thần kiếm lợi hại nhất, ở bên trong Sâm La Quỷ vực do Diêm La địa phủ tạo nên, quả thực là tạo nên một chốn cực lạc, xi si mị võng lượng đi vào trong đó, đều sẽ bị kiếm khí xoắn cho vỡ nát. Mà đổi thành một bên, Tịch Đồng hóa thân thành Tinh Vân thuần dương cũng là hết sức nóng rực, treo cao ở trên không trung Thái Hoa Sơn, đồng dạng cũng xuất lực chống đỡ Diêm La địa phủ không thể không thừa nhận ba mạch đạo phật ma có thể trở thành kẻ đứng đầu giới tông phái cũng không phải là không có đạo lý chỉ là vào sau khi giáo chủ minh giáo kết hợp cùng với diêm la địa phủ lực phá hoại của hắn đã hoàn toàn đạt đến cấp độ kích toái mệnh tinh thượng phẩm nếu không phải là sau khi ninh thiên cơ trở về từ thiên ngoại đã có tiến bộ rất lớn hơn nữa còn có tịch đồng ở bên cạnh trợ trận lần này cho dù ninh thiên cơ cùng với tịch đồng không có việc gì chỉ sợ cũng rất khó bảo vệ rất nhiều đệ tử bên trong thái hoa sơn cùng với thuần dương cung mà cùng lúc đó tại phương hướng thành thượng kinh diêm là địa phủ thật đáng tiếc thánh thượng đại càn thấp giọng lẩm bẩm nói hắn chính là biết rõ sự tồn tại của tịch đồng vốn cho rằng tịch đồng có thể đánh cho giáo chủ minh giáo trở tay không kịp không nghĩ tới thế mà lại bị chặn lại bất quá chuyện này cũng khó trách dù sao thì tinh vân thuần dương mà tịch đồng sử dụng trên bản chất là do trần khuynh địch mượn nhờ quốc vận đại càn ngưng tụ mà thành bản thân của cảnh giới chính là bất ổn căn cơ cũng không phải là rất đủ thuộc về kích toái mệnh tinh hạ phẩm còn hơi yếu, lấy năng lực của giáo chủ minh giáo, lấy một trọi hai là vẫn có thể làm được. Hơn nữa quan trọng nhất là, yêu tộc còn chưa có xuất thủ. Đại Thánh Huyền Vũ thật sự là muốn ngồi nhìn. Thánh Thượng Đại Càn hướng ánh mắt nhìn về phía Đông Hải, lúc này Huyền Vũ Đảo đã hoàn toàn biến mất, chui vào bên trong bí cảnh Côn Lôn. Về phần bí cảnh Côn Lôn cũng là đóng chặt cửa lớn, hiển nhiên là không có ý tứ tham dự trận loạn cục Trung Nguyên này. Rùa đen rốt cuộc cũng là rùa đen, vào thời khắc mấu chốt là không được việc còn có kiếm tông cùng với đao tông, bọn hắn cũng không có động tĩnh. Hai vị ở sau lưng bọn hắn kia cũng dự định ngồi nhìn chăng. Vô sinh đạo là không có thành tựu, không cần để ý cũng được. Tắc hạ học cung, hừ. Vào thời khắc mấu chốt cũng không xuất lực vì nước, về sau để cho thiên tôn Thái Bình chủ quản giáo dục, lại tiến hành sửa trị các ngươi. Mặc môn, coi như không quan tâm, quá làm khó bọn họ. Đôi tròng mắt của thánh thượng đại càn đảo qua đại địa trung nguyên, quan sát thế cục trong thiên hạ, cuối cùng mới đưa ánh mắt nhìn về phía vận mệnh tinh không mà ở nơi đó ba đạo khí thức đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cuốn tới đổi lại thành thánh thượng đại càn trước kia là đã sớm xuất thủ nhưng lúc này lại là hữu tâm vô lực thôi được rồi nếu đã lựa chọn tín nhiệm vậy thì cũng không cần quản nhiều như vậy bế quan thôi thánh thượng đại càn thở dài triệt để nhắm mắt lại một giây sau ở bên trên kim loan điện lớn như vậy từng đạo từng đạo đường văn vàng óng lan tràn phong bế toàn bộ đại điện mà gần như đồng thời ầm ầm ở phía trên thành thượng kinh ba cỗ khí tức trong chớp mắt liền tới phát động ra từng cỗ gợn sóng không gian cho dù được xem như là đế đô có ngàn vạn quốc vận chấn thủ thành thượng kinh lúc này đều đang hơi hơi rung động thiên khả hãn bắc nhung a sử na lam bắc nhung ngô không phật môn ba vị trí cường giả tập kích thành thượng kinh trực tiếp động thủ là ba vị trí cường giả nhưng người tới lại tuyệt đối không chỉ có ba vị này ầm ầm kèm theo tiếng nổ vang đinh tai nhức óc Hư không nứt ra, lưu ly kiều của Phật môn một mực kéo dài từ Tu Di Sơn đến phía dưới thành Thượng Kinh thành, tám vị võ tăng đạt Ma viện, La Hán Đường, Giới Luật Đường, Kim Cương Viện, hơn tám thành võ tăng của Phật môn tụ tập đến. Mà cùng lúc đó, ở phía Bắc thành Thượng Kinh, ở phía dưới Bất Phá Thiên Quan. Ngao ô, giết, 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 giết. Vạn thắng! Từng đạo từng đạo lang yên kiên quyết bay lên, hội tụ thành một mảnh mây đen cuồn cuộn, mà ở phía dưới mây đen từng vị võ giả Bắc Nhung mặc áo da thú đi ra, có võ giả cưỡi chiến mã, có võ giả cưỡi ác lang, có võ giả cầm mũi tên cung điêu trong tay, có võ giả cầm thần binh thuẫn giáp trong tay. Đây là quân đội của Vương Đình Bắc Nhung, vương của tám bộ lạc, ở dưới sự hiệu triệu của Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, cùng với A Sử Na Lam đã hoàn toàn ngưng tụ lại, tinh binh Bắc Nhung vượt qua trăm vạn, bao gồm mấy chục quân đoàn có danh tiếng, từ khi đại cản lập quốc đến nay, loại trận thế này chỉ có tại thời kỳ khai quốc mới có thể thấy qua mà tương ứng với đó thì là bất phá thiên quan đỉnh thiên lập địa, là một tòa quan khẩu phẳng phất như sơn mạch to lớn vô ngần. Chỉ là so sánh cùng với Trần Khuynh Địch, tốc độ võ nguyên hanh mở ra khiếu huyệt rõ ràng là chậm hơn rất nhiều, bất quá như vậy mới là bình thường, cũng may là A Sử Na Lam cũng vừa mới đột phá không lâu, tu vi của song phương đều là kích toái mệnh tinh hạ phẩm, nhưng mỗi người đều là nhân kiệt, chiến lực đều là ở vào đỉnh phong trong cái cảnh giới này. Thấy bầu không khí ở giữa A Sử Na Lam cùng với võ nguyên hanh, Dương cung bạt kiếm như vậy. Thiên khả hãn Bắc Nhung cùng với ngô không cùng nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời gật đầu một cái. Chuyển lệnh xuống, cấm vệ bạch đăng xuất chiến. Võ tăng của các đại đường viện cũng ra tay đi. Cái gì? Để cho võ nguyên hanh cùng với A Sử Na Lam đơn đấu một trận trước. Đừng tán dóc. Chúng ta tới đây là để diệt quốc. Đơn đấu. Có thể quần ẩu ai muốn đơn đấu với ngươi chứ? Đối với đại càn vô đạo còn có tên hôn quân võ càn võ, kia là không có gì để nói. Tất cả mọi người cùng nhau tiến lên. Tình hình đại chiến là hết sức căng thẳng, thực lực của võ tăng Phật môn là không thể khinh thường, mặc dù Tu Di Sơn trước đó đã bị Thuần Dương Cung liên thủ cùng với Đại Càn đánh lên, nhưng một mặt là do Phật môn vội vàng không kịp chuẩn bị, một mặt khác cũng là do Phật môn thiếu đi chiến lực cao cấp, nhưng vào lúc này, Đại Càn thiếu sự trợ giúp của Thuần Dương Cung thì lại không giống nhau. Không nói đến những thứ khác, tối thiểu là không có bốn nữ Dương Xuân, chiến lực ở cấp độ Hỏa luyện Kim Đan của Đại Càn liền giảm mạnh ở cấp độ võ đạo tông sư là còn có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng cấp độ hỏa luyện kim đan thì lại có một chút hữu tâm vô lực. Bất quá cũng may là đại cản vẫn có nội tình. Long tương quân, hổ bí quân, phi hùng quân, người xuất lĩnh ba đội quân này đã nhao nhao bước ra vào thời khắc này. Thần võ hầu nam thần võ, kháo sơn vương dương lâm, võ đức công vương hưng bá. Ba vị trọng thần đại càn tọa chấn hàng năm tại thành thượng kinh, lúc này đã đứng ra theo thứ tự, khí tức trên người hợp nhất cùng với đại quân sau lưng, cho dù là tu vi tạm thời không đến, thực lực lại là kịch liệt kéo lên, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi thì đã đạt đến cấp độ Đại Đạo Huyền Quang 30 vạn dặm, huy hoàng sáng tỏ như liệt hỏa. Điều này cũng chỉ có đại càn mới có thể làm được, nhưng dù vậy, vẫn yếu hơn một bậc, ở phía đại càn dùng lực lượng quân trận mới, có thể xuất ra 3 vị Hỏa luyện Kim Đan, mà ở phía Phật môn, chỉ là 8 vị võ tăng đạt Ma viện đã toàn bộ đều là Hỏa luyện Kim Đan, chớ đừng nói chi là còn có các đường viện khác hơn nữa còn có một vị hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất như giới lộc, cho nên đại càn vẫn ở vào thế yếu. A Di Đà Phật, nhìn thành thượng kinh ở phía dưới, trong mắt của giới lộc lóe lên một tia không đành lòng. Nhưng rất nhanh, những rất nhanh hắn liền chặt đứt sự không đành lòng này, đây là chiến tranh. Giống như sáu đại cự đầu ở thời đại thượng cổ vậy, đây là chiến tranh đạo thống, hoặc là Phật môn trở nên hưng thịnh và huy hoàng như ngày xưa, hoặc là đại càn bình định và nhất thống trung nguyên, ở giữa hai bên chỉ có thể liều mạng ta sống hoặc người chết, chuyện này không có quan hệ với đạo nghĩa, thậm chí là không có quan hệ với chính nghĩa, thuần túy chính là không làm không được. Coi như là đám người ngô không, ở ngoài miệng hô hào hôn quân vô đạo, trên thực tế võ cản võ thực sự vô đạo hay sao? Dù sao cũng là khẩu hiệu, cũng nên tìm một cái khẩu hiệu tốt một chút, nhưng đó cuối cùng cũng chỉ là khẩu hiệu, nói đến cùng, vẫn là phải xem vào thực lực. Sinh tử do mệnh, thành bại do trời, lần này không chỉ có phía đại càn ôm niềm tin sống chết không lùi, coi như là ở phía phật môn sao lại không phải là như thế lùi thì sẽ xong đời chỉ có thể hướng về phía trước giết thu hồi suy nghĩ giới lộc không còn tụng niệm phật hiệu mà là trợn to mắt sau đó trực tiếp tế ra một tòa liên thai kim sắc trong phút chốc kim quang đại phóng giống như hút nhật giữa trời trực tiếp rơi xuống từ giữa không trung bỗng nhiên đập về phía phi hùng quân mạnh nhất ở bên trong ba đại cấm vệ quân cử phẩm công đức liên đài xuất phát từ sự cẩn thận Lần này giới Lộc cũng không có mang theo Như Lai Hàng Ma Sử, mà là đổi thành một kiện đạo binh thượng phẩm. Bất quá lấy năng lực của hắn, vẫn có thể nhờ vào đó để phát huy ra lực lượng Hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, thậm chí là cửu phẩm công đức liên đài, còn thích hợp hơn với Phật tính của bản thân hắn. Vận chuyển cũng sẽ càng thêm như ý, một chiêu này rơi xuống, sắc mặt của nam thần võ phụ trách thống soái phi hùng quân lập tức trở nên tái nhợt. Cái cấp độ Hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất này cũng không phải là giả, nếu như bị đập trúng, cho dù là có thể đỡ được phi hùng quân cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề nhưng quân đội lớn như vậy làm sao có thể né tránh chỉ có thể đối cứng mà vào thời điểm nam thần võ dự định cắn răng mạnh mẽ chống đỡ một đạo thanh âm bình thản nho nhã đột nhiên chuyển ra từ bên trong hoàng cung mang theo âm thanh đọc sách chậm rãi từ nhỏ đến lớn từ xa đến gần trong chớp mắt liền quét sạch hơn phân nửa thành thượng kinh hóa thành một dòng sông màu trắng tinh trong sông có vô số văn tự lên lên xuống xuống khi thế đường hoàng chính đại không thể phỏng đoán ầm ầm dòng sông màu trắng cuốn ngược hóa thành một đạo màn trời ngăn ở trước mặt của giới lộc và chạm cùng với cử phẩm công đức liên đài bên trên dòng sông từng cuốn lên từng tầng bọt nước không ngừng vang lên tiếng đọc sách kim quang của cửu phẩm công đức liên đài không tiêu tan nhưng lại bay ngược trở về hạo nhiên chính khí trường hà chính khí tay nâng liên thai giới lộc nhìn dòng sông màu trắng trước mắt lộ ra vẻ ngưng trọng mọi người đều biết cường giả hòa luyện kim đan đỉnh cao nhất của đại càn chính là võ nguyên hanh Danh xưng là đại tướng quân kiêu quả, chính là thiên hạ đệ nhất bên trong cảnh giới Hỏa luyện Kim đan. Nhưng trên thực tế lại không có mấy ai biết được, tể tướng Lý Đồng thần thường xuyên không xuất hiện cũng có tu vi cường hãn như vậy. Lý Đồng thần xuất thân từ Tắc Hạ Học cung, Thở nhỏ học tập kinh thư nho ra, sau đó xuất thế, lại phát hiện ra lý niệm của Tắc Hạ Học cung không hợp với lý niệm của bản thân. Tắc Hạ Học cung theo thời gian trôi qua đã không còn tinh thần vì thiên địa lập tâm, vì dân sinh lập mệnh, vì vạn thế mở thái bình như trước kia sau khi hiểu rõ điểm ấy lý đồng thần đã trực tiếp thoát ly khỏi tắc hạ học cung vào triều làm thần mấy trăm năm qua hắn một mực cẩn trọng chuyên trú vào quản lý quốc chính rất nhiều kỳ tư diệu tưởng của thánh thượng đại càn cuối cùng cũng đều là do hắn phụ trách điều hòa và chỉnh lý cuối cùng xem như là chính lệnh ban bố ra ngoài nói một cách không khách khí nếu như không có hắn đại càn bây giờ chưa chắc đã có cảnh tượng thịnh thế như vậy lý tu vi của đồng thần ở bên trong mấy trăm năm chấp chính này cũng càng thêm cao thâm nho ra không tu võ, mà là tâm, ở bên ngoài dưỡng sinh thân thể, ở bên trong tu tâm niệm, nuôi một ngụm hạo nhiên chính khí, chính khí càng mạnh, tâm niệm càng mạnh, tu vi lại càng mạnh, đến cảnh giới như lý đồng thần, thậm chí là đã vượt qua đại tế tử đương thời của tác hạ học cung, tuyệt đối không phải là bình thường. Không nói đến những cái khác, chỉ là một ngụm hạo nhiên chính khí này, liền có thể so với một kiện đạo binh thượng phẩm. Phật môn giới lộc, lão tăng Phật môn đời trước, đã từng đi du lịch giang hồ, vốn có thanh danh chân Phật tốt đẹp trong giang hồ, nhưng vào sớm mấy trăm năm trước đã lựa chọn ẩn cư không ra, lần này vì sao lại còn phải tới đây? Chẳng lẽ các ngươi không biết là cấu kết ngoại địch, xâm lấn Trung Nguyên, chuyện này đối với ngàn vạn bách tính chính là tội ác tày trời hay không? Giới Lộc Yên lặng gục đầu xuống, không biết nói gì. Trận chiến này không cho phép Bần Tăng cự tuyệt, chỉ có thể đắc tội, về phần ngoại địch, sau trận chiến này nếu như Bần Tăng không chết, tự nhiên là sẽ không tiếc tính mệnh ngăn cản Trung Nguyên họa loạn. Haha, ha. Lý Đồng Thần cười lạnh nói, chết là chuyện đơn giản nhất, lấy cái chết tạ tội ở dưới quan điểm của bản tướng là vô tri. Thôi được rồi. Đạo bất đồng không thể chung trí hướng. Lý Đồng Thần vung tay áo một cái, cũng không thấy hắn có động tác gì. Hạo nhiên chính khí ở dưới chân liền nhộn nhạp lần thứ hai, một giây sau, bầu trời cuốn ngược, tiếng đọc sách tái hiện, giới lộc ở phía đối diện cũng là thôi động cửu phẩm công đức liên đài, tiếng tụng kinh không dứt, song phương chiến đấu lần thứ hai. Mà cùng lúc đó, giới lộc thúc đã giao chiến cùng với lý đồng thần võ nguyên hanh sẽ do bắc nhung phụ trách kiềm chế chúng ta hãy cùng tiến lên tám đại võ tăng đạt ma viện bao quát cả đàm hoa ở bên trong ngày xưa đều đã từng mượn nhiều trận pháp chống lại qua cùng với võ nguyên hanh trong thời gian ngắn ngủi chỉ cần bọn hắn muốn cũng có thể bộc phát ra chiến lực hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất mà lúc này lý đồng thần đã bị ngăn chặn đúng là cơ hội của bọn hắn loạn thần tặc tử thật sự cho rằng các ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao Ấm ẩm ẩm tám đại võ tăng còn chưa xuất thủ một đạo hào quang sáng trói liền xuyên ra từ trong hoàng cung mang theo đao khí ngập trời trực tiếp chặn ngang đường đi của tám đại võ tăng thật đúng là đừng nói lần này thật sự đã hù sợ đám người đàm hoa bọn hắn đều rất rõ ràng thực lực của đại càn võ nguyên hanh bị a sử na lam ngăn chặn lý đồng thần giao thủ cùng với giới lộc tất nhiên là không đi được thuần dương cung lại không có ở đây theo lý thuyết đại càn cũng đã không còn bao nhiêu cao thủ người nào quả nhiên là giống như phụ hoàng nói trung quy chỉ là một đám hề nhảy nhót ầm ầm ở trong hoàng cung đại càn cửa chính vị ương cung mở ra chỉ thấy một vị thanh niên nam tử cầm trường đao trong tay người mặc mãng bào buộc tóc sau lưng sải bước đi ra vị ương cung vốn là một trong các tẩm cung của hoàng đế ngày xưa thái tử đột phá ở chỗ này thánh thượng đại càn liền đưa nó cho thái tử từ đó về sau thái tử chính là trốn ở trong này ít đi ra ngoài cũng lập tức mất đi bóng dáng trong tầm mắt của ngoại giới chẳng ai ngờ được hắn sẽ đứng ra vào giờ khắc này không lên tiếng thì thôi vừa lên tiếng liền khiến cho chúng nhân kinh động dùng quốc vận để tu hành dựa vào ngàn vạn tài nguyên bây giờ thái tử đại càn mặc dù chưa tu luyện ra đại đạo huyền quang nhưng đã khiến cho bản thân hoàn toàn tương liên cùng với quốc vận đại càn cỗ quốc vận ngập trời này chính là đại đạo huyền quang của hắn bây giờ đi ra từ vị ương cung vị thái tử võ chiêu không ngày xưa cơ hồ trở thành trò cười này lại tản ra quang mang vạn trượng Thái tử đại càn Võ Chiêu không là một nam nhân coi tạo phản như chuyện bình thường. Nhưng mà, ta tạo phản là chuyện của võ gia, đó có thể gọi là tạo phản sao? Đám người không tuân thủ pháp luật các ngươi, không nạp thuế, còn chiêu thu đệ tử ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia, toàn bộ đều là u ác tính của đại càn. Hôm nay ta sẽ săn bằng các ngươi. Giết. Võ Chiêu không tiếp nhận sự hun đúc của võ càn võ từ bé, tự nhiên cũng không có hảo cảm gì với giới tông phái nhất là bây giờ, ngay cả hắn cũng đều chưa tạo phản thành công đây, giới tông phái thế mà lại đến gây chuyện, theo quan điểm của võ chiêu không trên cơ bản chính là lấy hạ phạm thượng, ăn no rồi nhàn rỗi không chuyện gì làm. Hơn nữa vừa vặn là, gần đây tu vi của võ chiêu không tăng nhiều, dựa vào việc kết hợp với quốc vận, tốc độ đột phá của hắn quả thực là có thể so với võ giả thiên tài nhất, ở trong một thời gian ngắn như vậy, liền đi tới trình độ có thể so với đại đạo huyền quang 30 vạn dặm. Đương nhiên, ở phía sau tốc độ tấn cấp nhanh như vậy là cũng có tai họa ngầm to lớn bởi vì là tương liên cùng với quốc vận, cho nên một khi quốc vận đại càn có chỗ suy yếu, võ chiêu không cũng sẽ bị quốc vận cắn trả. Mà nếu như đại càn diệt quốc, võ chiêu không cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng chính vì như thế, võ chiêu không mới có thể nổi giận như thế, vừa đi ra khỏi vị ương cung, liền trực tiếp nhắm chuẩn vào tám đại võ tăng đạt ma viện, ngăn chặn toàn bộ bọn hắn. Mà sau khi nhìn thấy thực lực của võ chiêu không, không thể không thừa nhận, bao quát cả đàm hoa ở bên trong, tất cả mọi người đều có một chút ngây ngẩn cả người. Dù sao thì thanh danh trước đó của võ triều không cũng không quá tốt, lúc này lại đột nhiên cho thấy thực lực như thế, thật sự là làm cho người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh, một vị võ tăng đặt ma viện đảo con người một vòng, nhớ tới sự tích võ triều không tạo phản nhiều lần mà không thành công, thế là tiến lên nói ra. Thái tử điện hạ, lần này chúng ta đến đây, cũng không phải là tiêu diệt đại càn, chỉ là phụ thân của ngài làm người quá mức bá đạo, không được dân tâm nếu như thái tử điện hạ đồng ý giúp chúng ta một chút sức lực đợi sau khi phụ thân của ngài thoái vị chúng ta nguyện ý giúp ngài đăng cơ xưng đế như vậy không phải là rất tốt võ chiêu không nhìn về phía đối phương hỏi ngươi đang xem thường ta sao a di đà ta tạo phản còn cần phải dựa vào các ngươi sao thái tử điện hạ bần tăng cũng không phải là có ý tứ đó chỉ là không có chỉ là gì hết võ chiêu không gầm lên một tiếng khí tức trên toàn thân vào thời khắc này đột nhiên tăng vọt hét lên ngươi lại dám xem thường ta xem đao. ầm um, ầm, um. võ chiêu không trực tiếp xuất thủ, không có cương khí, không có khí huyết, giơ tay nhấc chân chỉ có quốc vận vô tận, hóa thành từng đạo từng đạo lưu quang kim sắc phun ra ngoài. Võ chiêu không khoát tay, ngưng tụ ra một chuôi đại đao vàng óng ngay ở trên tay, thần đào như long, hướng về phía võ tăng đạt ma viện chính là bổ một đao,